Chu Ma, con đang làm gì? Á là á mẫu. Chẳng phải ông từng dạy con, mỗi khi đến một nơi mới đều phải lấy một ít đất ở nơi đó bỏ vào chuỗi hạt này sao? Chỉ là bỏ vào chuỗi hạt này thì có ích gì? Chu Ma, chuỗi hạt mà con mang trên mình gọi là ngũ thể thạch. Bộ lạc truyền hát của chúng ta đi lang thang khắp Tây Vực, thu gom linh khí tự nhiên ở khắp nơi. Đây chính là một hình thức ước nguyện, một hình thức ban phước lành. Châu Ma, mau qua đây, cẩn thận. Coi chừng khe hở. Tao tưởng sao không còn được gặp mày nữa. Sản phẩm ấn đã biến mất rồi. Ở thần sẽ dẫn dắt chúng ta tái hiện lại thế giới thượng cổ. Đây là... đây lại là một bộ lạc khác. Ông xem kìa. Châu Ma, bộ lạc thực vật rất đẹp phải không? Tất cả những thứ này phải mất hơn 1000 năm. Bọn chúng có một mối liên hệ mật thiết đối với nơi này. Hoa, cỏ, cây, trái cây có liên kết sao? Đừng coi thường hoa, cỏ, cây, lá. Bọn chúng thông qua rễ cây vượt núi xuyên biển, thành lập liên kết ở khắp nơi trên hành tinh. Chim trên trời, thú dưới đất, cá trong nước, tất cả đều sinh sống nương tựa vào nhau ở mạng lưới này. Nhưng mà 10000 năm trước, những vị thần thượng cổ lại muốn thoát ly khỏi nơi này để thành lập mạng lưới của mình. Đó là mâu thuẫn đối lập. Thảm họa bắt đầu. Họ hủy diệt tự nhiên, sau cùng cũng hủy diệt cả chính mình. Vậy bọn họ có biết không? Vạn vật đều có sinh mạng. Không chỉ con biết, ta biết, còn có trời biết, đất biết, bao gồm cả tinh linh cây cũng biết, cũng có thể nghe thấy.
trát tay, tay cách tự. Ta bảo vệ nơi này hơn mấy trăm năm. Đêm nay ánh sáng sao lờ mờ, ta quan sát tinh tượng, mây đen che kín chòm sao thiên nữ. Mà vườn tay giật ngày trước đã thoát khỏi phong ấn mấy ngàn năm trước của cách sang tiên nữ ở núi tuyết Đa Ma. Các người mau xuống núi thông báo các bộ lạc ở Tây Vực chuẩn bị công tác phòng thủ. Rõ trưởng lão. Ta cũng phải trở về Tây Cách Tự rồi. Tình hình nguy cấp, tôi còn phải báo cho các bộ lạc khác nữa. Tôi xin phép đi trước. Thông thả. Chúng nào Mộc Kiệt, Đức Lý, mau qua đây ngồi. Trác Tây trưởng lão cho đồ đệ thông báo, ô thần sống lại ở Tây Vực. Con đến cũng vì chuyện này à? Phải, khi còn sống, cha có dặn dò, nếu gặp chuyện thì hãy thỉnh giáo chú. Cha con là bạn thân nhất của ta. Tộc Mãn Ba chúng ta và tộc Đa Phổ của con đã rất nhiều lần kề vai sát cánh. Chỉ cần chúng ta kết hợp lại với nhau. Ô thần hả? Có gì đáng sợ chứ? Ô thần có được sức mạnh thượng cổ quá ghê gớm. Rất nhiều bộ lạc đã bị hủy diệt. Còn cảm thấy chúng ta nên tránh đối đầu với hắn, lui về thủ núi sâu. Đủ rồi. Với tư cách là trưởng tộc, không thể nói những lời hèn nhát như vậy. Tộc Mãn Ba chỉ có những dũng sĩ chết nơi chiến trường, không có những kẻ nhát gan sợ việc. Muốn trốn thì con đi mà trốn. Chúng nào Mộc Kiệt, còn đến đây để thương lượng với chúng mà. Đừng kích động, qua đây. Ngồi xuống đi. Đức Phổ, em con đâu? Đi tìm Oka rồi. Oka, tên kém cỏi, suốt ngày gây chuyện ở bên ngoài. Đứng lên, đánh tiếp. Răng tôi gãy mất rồi. Gãy răng thì có sao? Mình chưa bao giờ gãy răng thì sao làm người khác gãy răng được chứ? Oka, đã lâu không gặp, anh lợi hại hơn trước đó. Qua đây, để tôi đánh gãy thêm vài cái răng của anh. Đức Phổ, qua đây, chúng ta cùng so tài, để xem tôi đánh gãy bao nhiêu xương của anh. Làng của chúng ta bốc cháy rồi. Ở đó.
Đi thôi, ở đây không phải là chiến trường của chúng ta. Kết thúc rồi. Đi, không được để tên nào sống sót. Xông lên, giết hắn. Tháp Đan, dậy đi. Anh có nghe thấy âm thanh kỳ lạ không? Tiếng gì vậy? Đã bảo cẩn thận mà. Giờ làm sao đây? Giờ rất giận, giờ còn có thể làm gì chứ? Sandala, cứu mạng. Khỉ thật. Chắc là chết rồi nhỉ. Em biết ngay là chỉ cần có Sandala ở đây, chúng ta muốn chết cũng không dễ. Tháp Cát, là hét không cứu được anh đâu. Phải học cách đối mặt với nguy hiểm. Nói đúng lắm. Cái hôm trước, khi em đối mặt với bọn Ola tấn công làng chúng ta, phong thái cực kỳ anh dũng. Nhưng anh chỉ thấy em chạy rất nhanh thôi mà. Bốn tên Ola cũng không đuổi kịp em. Còn sống cũng là bản lĩnh rồi. Em nói cho anh biết, đủ rồi. Các người cũng chỉ có bản lĩnh chạy trốn. Quân đoàn Ola di chuyển quá nhanh. Lúc nãy lại có thêm một đàn bị đồ sát.
Chúng ta phải mau chóng đến Đại Cách Tự, nhờ Trác Tây trưởng lão chỉ dẫn. Nghe nói Đại Cách Tự có giữ lời sấm, người mở được nó có thể tìm được cách hủy diệt ô thần. Thập Ca, em đang nói anh nè. Mày không sao chứ? Giờ chỉ còn lại hai chúng ta thôi. Tao nhớ á là á mẫu quá.
Dừng tay. Bé gái, xin lỗi đã làm em sợ. Chiến công. Thắp cát, cẩn thận một chút. Tôi còn tưởng ô la, thà để 10 tên xấu thoát còn hơn giết nhầm một người tốt. Trưởng lão Trác Tây đã nói vậy với chúng ta. Lần này đến tay Khánh Tự, các người phải nhớ trưởng lão chỉ điểm thêm. Bé gái, em là người của bộ lạc này à? Không, em là người của bộ lạc truyền hát. Chỉ có mình em à, rất nguy hiểm đó. Bởi vì ô la, em và ông em đã thất lạc ở bộ lạc Mãng Ba. Chị ơi, nãy chị nói sắp đến tay Cách Tự, em có thể đi với mọi người không? Được, đi với bọn chị đi. Em đi một mình nguy hiểm lắm. Em tên gì? Em tên Châu Ma. Châu Ma, con chó của em uy phong thật. Hãy xem những cuốn sách này. Trong này có rất nhiều triết lý, bí mật, chân tướng. Hơn 10.000 năm nay, đã biết bao người mạo hiểm tính mạng của mình mới có thể giữ lại những cuốn sách này. Bởi vì mỗi 100 năm, ngàn năm thì sẽ có người muốn tiêu hủy chúng. Có biết không? Một khi sách bị cấm, bị đốt, bước tiếp theo sẽ là cấm phát ngôn. Tiếp theo nữa sẽ là diệt khẩu. Mỗi quyển sách ở đây không dễ dàng gì có được. Trác Tây trưởng lão, Sandala, ta biết rồi. Ô thần đến rồi phải không? Phải. Sức mạnh của ô thần thật to lớn. Bọn chúng giống như những bức tường ở đây vậy, bao vây chúng tôi. Đừng quên, vẫn còn sức mạnh có thể xuyên qua tường. Hy vọng. Hơn 1.000 năm trước cũng cùng kiếp nạn mà ô thần gây ra. Tây vực lúc đó gần như tuyệt vọng. Cuối cùng lại xuất hiện một vị thần thượng cổ, nữ thần Cách Sang. Nhưng mà chẳng phải nữ thần Cách Sang trong truyền thuyết đã chết rồi sao? Truyền thuyết hay là lịch sử? Nhiều chữ vậy. Lịch sử được viết ở đây. Lúc nãy chúng ta ở bên trong nó nên không nhận ra. Chân tướng phải nhìn từ trên cao mới rõ. Lịch sử phải nhìn từ xa mới có thể hiểu rõ chân tướng. Chúng thần thượng cổ đã từng sáng tạo ra thời đại văn minh đỉnh cao. Vì sau này bọn họ quá mê mẩn ma pháp, cuối cùng dẫn đến sự diệt vong của chính mình. Lúc thượng cổ kết thúc, chúng thần đã phong ấn ma pháp, tìm hai vị thần vẫn còn tính người để bọn họ mãi mãi bảo vệ cổ cách. Đúng thế. Sau đó có người xâm nhập vào cổ cách, hắn lừa dối vị thần bảo vệ vẫn còn nhân tính, đoạt được ma pháp ở cổ cách. Hắn chính là ô thần. Vậy tại sao chúng ta không dùng sức mạnh thượng cổ phong ấn ô thần? Sức mạnh thượng cổ, đó chính là mục đích cô đến tay Cách Tự. Ở tay Cách Tự có một lời sấm truyền. Đây mới đúng là mục đích thật sự để các người đến tay Cách Tự. Từng thời đại văn minh đầy chấn động lại bị nhấn chìm trong bụi trần của thời gian. Mỗi một triều đại, thế hệ đều muốn khám phá lịch sử bị phong ấn để tham khảo dấu vết của thời trước. Sấm truyền này đã ở Tây Vực hơn 1.000 năm. Bây giờ tai họa sắp giáng xuống, ta có thể cảm nhận được sấm truyền đang đợi người mở nó. Để tôi. Chả có phản ứng gì hết. Tiểu cô nương, sao ngươi không thử xem? Con hả? Đi đi.
Châu Ma, con đến rồi à? Bà là... Ta ngửi thấy được hơi thở của con, nghe được lời cầu nguyện của con, cảm nhận được sự bất lực nơi con. Chúng ta tuy ở rất xa nhưng lại như kề bên. Châu Ma, cảm ơn con đã truyền hát giúp ta ở Tây Vực. Bà là Cách Sang Thiên Nữ, bà có thể giúp chúng con được không? Ô thần lại đến rồi, chúng con xin bà hãy cứu Tây Vực lần nữa. Tất cả căn nguyên ở Cổ Cách cũng sẽ kết thúc ở Cổ Cách. Châu Ma, con đường ở ngay dưới chân con. Con quá yếu ớt, con chỉ sợ không làm được. Phát hiện mây đen chỉ cần một cặp mắt, nhưng mà để tìm được ánh sáng đằng sau mây đen cần một tâm hồn trong sáng. Chỉ cần mang theo trái tim lên đường là đủ. Đi đi Châu Ma, con có thể làm được. Tiếng gì vậy? Mọi người đừng hoảng hốt. Ở đây có một mật đạo, có thể bí mật rời khỏi tay Cách Tự. Mọi người mau đi đi. Trưởng lão, con... Châu Ma, số phận đã chọn con, hãy nhớ sứ mạng của mình. Sandala, nhớ bảo vệ cô bé. Trưởng lão yên tâm, tôi sẽ dùng tính mạng bảo vệ cô bé. Trưởng lão trác tay đáng kính, ta đi tìm người bạn thông thái mà cứ như đi tìm kẻ thù, cho nên ta đã đến. Phong ấn 1000 năm vẫn chưa giúp ngươi thanh tịnh linh hồn tội ác. Cả khu Tây Vực đang nói về lời sấm truyền ở tay Cách Tự. Hãy để ta xem, lời sấm truyền chỉ đợi người có duyên đến. Lần này nó đã đợi được. Khúc nhạc lúc nãy ngươi đàn rất hay, xin hỏi do ai viết? Thần âm nhạc ở thời thượng cổ, Beethoven. Ta tham khảo Phật hơn 100 năm, trong lòng vẫn còn một nghi vấn, đang đợi người có duyên đến giải. Vẫn còn có chuyện gây khó cho các tay trưởng lão sao? Nói nghe xem, không chừng ta có thể giúp người giải quyết. Bộ lạc đức tộc có một người phụ nữ tật nguyền lại có thai thêm lần nữa. Lúc trước cô ta sinh ra 6 người con, trong đó có 3 đứa bị điếc, 2 đứa mù, 1 đứa khờ. Người trong làng đang tranh cãi nhau, có nên để cô ta hạ sinh đứa con này không? Chuyện gì không cần suy nghĩ nữa, giết luôn cả 2 mẹ con. Người phụ nữ mà người giết lúc nãy chính là mẹ của bé. Đừng để sự ác độc tốt xấu của mình ảnh hưởng đến người khác. Dạng vật đã có định luật riêng, cho dù đưa cánh của chim cho cá, đó cũng chính là thảm họa đối với cá. Con người không nhất định phải thắng thiên. Không, ta phải thức tỉnh. Văn minh thượng cổ đang ngủ say, xây dựng một thế giới mới ở Tây Vực. Cho dù chịu cực hình như ngày năm phong ấn, cũng chưa từng làm thay đổi ước mơ của ta. Cho dù hơn 1000 năm nữa đi qua, con người sẽ ủng hộ huy hoàng cho ta sáng tạo ra. Vinh quang để văn minh mãi mãi cùng với những người theo đuổi ước mơ vĩ đại. Trác tay, người đã thấy lý tưởng của ta chưa? Đã hiểu cuộc tranh đấu của ta chưa? Không được để lý tưởng và dục vọng hòa lẫn vào nhau. Tâm cùng của dục vọng là sự tham lam vô tận. Còn lý tưởng của người có thể thấy được từ kết cục lịch sử của chúng thần. Lịch sử của mình sẽ được viết bởi ta. Ta cần văn minh thượng cổ. Vì nó, ta có thể đấu được với loài người, với thần linh và chiến đấu với những thứ chống đối ta. Trác tay, người thật cứng đầu. Ta sẽ để người chết ở dưới tính ngưỡng của mình. Đánh trả đi, Trác tay. Hãy đấu với ta. Giết chóc là thiên tính của ngươi, nhẫn nhịn là bổn phận của ta. Sao ta có thể vì cái ác của người mà bỏ đi cái thiện của mình chứ? Trác tay, người có thể nói nhẫn là một loại bao dung lĩnh hộ, nhưng ta không giống ngươi. Nhẫn ta không làm được.
để thành công. Ta chỉ có thể tàn nhẫn. Miêu Khang Giai, anh về rồi. Tình hình Thạch Gia La ra sao? Đây là khu vực an toàn cuối cùng của Tây Vực. Dân tị nạn ở những nơi khác đang đổ xô đến đây. Ta phải sắp xếp cho những người dân đó. Nhưng người ở Thạch Gia La đã rất nhiều rồi. Chúng ta không thể nhận thêm người nữa. Sai. Đối mặt với ô thần, đối mặt với tất cả thảm họa, đối mặt với mọi kiếp số. Chỉ cần là con dân của Tây Vực, cho dù bọn họ ở nơi nào, Thạch Gia La cũng sẽ là nơi hậu thuẫn kiên cố nhất của họ. Cha, Miêu Khang Giai, đã gặp trưởng lão chưa? Con đã đến trễ một bước. Tây Cách Tự đã bị hổ thần hủy diệt rồi. Trưởng lão, cả đồng bào ở Tây Vực, tất cả người dân yêu thương hòa bình ở Tây Vực, những con em bị ô thần hành hạ, Thạch Gia La đang nói chuyện với các bạn. Đối mặt với thượng cổ ma pháp hùng mạnh, đối mặt với ô thần muốn giết hại các bạn, Thạch Gia La đã trở thành pháo đài cuối cùng của Tây Vực. Tương lai của Tây Vực cần Thạch Gia La bảo hộ. Sự tồn vong của Thạch Gia La cần sự hậu thuẫn của các bạn. Mỗi người chúng ta chỉ là một giọt nước. Gió có thể thổi khô chúng ta, đất có thể hút chúng ta, mặt trời có thể khiến chúng ta bốc hơi. Nếu muốn tồn tại, chúng ta chỉ có thể thành hợp thành biển lớn, nhấn chìm tất cả bọn ô la đến xâm lược. Hãy để ô thần đối mặt với sự phẫn nộ của chúng ta. Các đồng bào, chúng ta hãy kết hợp lại, chiến đấu với nhà của chúng ta, chiến đấu với con cháu, chiến đấu với tổ nghiêm. Chiến đấu vì tôn nghiêm. Cẩn thận. Cảm ơn. Ông chẳng phải là người của bộ tộc truyền hát sao? Cô bé nhảy múa đâu? Lúc ở tộc Mãn Ba, con bé và tôi đã thất lạc nhau. Tộc Mãn Ba, mọi người đã kéo về thành Giai La. Tôi hy vọng có thể hỏi thăm được tin tức của Châu Ma. Nhưng mà giờ tôi đã mù rồi. Ông lão, tôi là Đức Phủ, tôi sẽ giúp ông. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ một ông lão mù như tôi. Đối mặt với thảm họa, chúng ta cần nên giúp đỡ nương tựa nhau. Chỉ có như vậy mới có thể đánh bại ô thần, trở về quê hương. Nói hay lắm, chàng trai trẻ. Sẽ có người cùng anh chiến đấu. Chiến cống, sao vậy? Chiến cống, Châu Ma. Chiến cống. Phải, là chiến cống. Chiến cống, Châu Ma. Châu Ma đâu? Châu Ma. Châu Ma. Ai là A Mẫu? Châu Ma có thật là con không? Ai là A Mẫu? Con tưởng không gặp được ông nữa. A là A Mẫu, mắt của ông, mắt ông sao vậy? Không sao, không sao cả. Dù ta đã không còn thấy gì, nhưng tâm ta vẫn cảm nhận hơi ấm của con. A là A Mẫu. Hôm nay Tây Vực đang đối mặt với một thảm họa chưa từng thấy. Nhiều bộ tộc đã bị ô quân tiêu diệt. Kế hoạch của tộc Ruppler là gì? Tộc Ruppler đã tẩu thoát rồi, họ trốn trong các ngọn núi, sống vẫn tốt hơn là bị giết bởi ô quân. Đúng vậy, quan trọng là phải sinh tồn. Ngày ô quân tấn công tộc Mãn Ba, Đức Lý đã đánh tôi ngất, đưa tôi đi và cứu mạng tôi. Nhưng khi chúng tôi trở về nơi bộ tộc đang trốn, thì phát hiện các bộ tộc đã bị ô quân tàn sát. Tất cả thi thể của họ bị phong ấn và linh hồn bị nguyền rủa không bao giờ siêu thoát.
Đức Lý hối hận vô cùng về bản thân hèn nhát. Anh sai rồi. Và các linh hồn tộc chúng ta giờ chịu cực hình như lời nguyền. Anh phải giải phóng cho họ. Đó là trách nhiệm của anh. Đức Phổ, báo thù cho anh, báo thù cho tộc chúng ta, nhằm cứu lấy linh hồn người trong tộc. Anh ấy đã hy sinh tính mạng mình, phá giải lời nguyền. Anh ơi, chạy trốn cũng không thoát khỏi kết cục bi thảm. Nắm trong tay quyền lực thượng cổ, Ô Thần gần như vô địch. Kể cả khi mọi bộ tộc Tây Vực hợp lực lại cũng không địch nổi. Dù khó khăn đến thế nào, nhưng chỉ còn lại mình tôi cũng sẽ báo thù cho tộc. Trưởng lão Trác Tay ở Tây Cách Tự nói rằng chúng ta vẫn còn hy vọng. Đúng. Châu Mà đã nhận lời sấm truyền của Tây Cách Tự. Các sáng thiên nữ đã chỉ chúng tôi đến một nơi có thể đánh bại Ô Thần. Thật sao? Là nơi nào vậy? Nơi đó gọi là Cổ Cách. Cổ Cách là thánh tích của các thần linh thượng cổ. Đó cũng là căn cơ quyền lực của Ô Thần. Nhất định có nhiều cách để tiêu diệt hắn. Nhưng tôi nghe nói đó là địa ngục trần gian. Địa ngục. Chúng ta đừng đến đó. Hãy ở lại giúp canh giữ thành trì. Không, em không sợ. Em sẽ đi. Trưởng lão Trác Tây đã từng nói số mệnh đã chọn em. Em phải đến Cổ Cách để giết Ô Thần. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Tôi thà chiến đấu hết sức còn hơn ngồi để chờ chết. Tôi sẽ bảo vệ em, Châu Ma. Đúng, chúng ta đi. Dù có phải chết cũng không thể từ bỏ hy vọng cuối cùng. Tôi cũng sẽ bảo vệ em, Châu Ma. Tôi đi với cả tôi nữa. Các sa thiên nữ linh thiêng, tạ ơn người đã chỉ lối cho chúng con. Mong lòng hiện hào phóng của bà bao dung cả trái đất, xua tan thế giới của mây mù, mang đến ánh sáng. Những người can đảm có duyên này tụ họp lại đây, cùng đến Cổ Cách đầy hiểm nguy. Chúng con cầu xin sự chúc phúc của bà. Hãy chúc chúng con luôn giữ vững niềm tin. Chúc chúng con luôn đầy lòng dũng cảm. Chúc chúng con tìm thấy sự cứu rỗi ở Tây Vực. Đó là hy vọng của ta. Trở về Cổ Cách để thế giới thượng cổ tái xuất hiện. Đoạt lấy chúng, những hòn đá phát sáng ấy. Không, đá ngũ sắc có lòng nhân từ của cách sáng. Chúng ta không thể đến gần nó. Hãy chờ đến khi nó loại trừ mọi nguy hiểm, nhân loại sẽ biến mất. Và khi đó, nó sẽ trở thành ánh sáng soi lối cho ta đi đúng hướng. Water, hãy hoàn thiện giấc mơ của chúng ta. Hủy diệt những bộ tộc yếu kém hơn và đồng hóa bọn người phạm còn sót lại. Những cái bọn không chúng nương thần tộc mãng bà. Người sẽ đến thăm thành Giai La, chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của ta. Không đúng, chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của thần linh. Ta đang trở thành một trong số các vị. Ở Cổ Cách, ta sẽ đạt được toàn bộ thượng cổ ma pháp của các vị. Ta sẽ mạnh hơn cả các vị. Tuy nhiên, ta phải đối diện với thần nhân đạo. Chính lòng nhân từ đã ngăn ta trở thành thần. Tại sao một vị thần phải để lòng nhân từ làm ô uế mình? Tại sao? Tại sao? Hãy nói ta biết lý do tại sao. Đừng lắm. Tại sao hả? Ngươi là ai? Ta chính là kẻ mà ngươi gọi là thượng cổ ma pháp. Ta là sinh vật lâu đời nhất trên thế gian. Ta ngụ trong tâm trí của rất nhiều sinh vật, chỉ chờ ngày được thức tỉnh. 10 vạn năm trước, một đêm ở Châu Phi, ta cho nhân loại biết cách dùng lửa. Từ đó, nhân loại trở thành bầy tôi trung thành của ta. Nhân loại cần ánh sáng, ta cho chúng làm chủ cách sử dụng điện. Nhân loại bước đi quá chậm chạp, ta để chúng khám phá bí quyết của việc bay lượn trên không. Nhân loại quá yếu ớt, ta để gã đầu bù tóc rối tìm ra năng lượng vô hạn. Hết lần này đến lần khác, nhân loại luôn đưa ra lựa chọn tốt nhất. Chúng đã trở thành thần, chưa từng làm ta thất vọng.
Cho đến 10.000 năm trước, chúng thậm chí dám phong ấn ta, chúng bỏ mặc ta. Người nói đúng. Tại sao một vị thần phải để lòng nhân từ làm ô uế mình? Bây giờ 10.000 năm sau, ta cho ngươi quyền chọn lựa, đến cổ cách giải phóng ta khỏi sự giam cầm của lòng nhân từ, để mà pháp trở lại trên hành tinh này. Ta sẽ giúp ngươi trở thành vị thần vĩ đại nhất. Anh về rồi. Sandala, con đường phía trước đã bị một con mãng xà chắn ngang, ta không qua được. Đúng vậy, chúng tôi nếu không chạy thật nhanh đã bỏ mạng rồi. Thời gian không nhiều, ta phải tìm cách thật nhanh. Tôi sẽ đi dụ con mãng xà, còn mọi người tìm cơ hội vượt qua. Không được, nguy hiểm lắm. Đất rừng rộng lớn, chúng ta chia ra mà tìm, nhất định có đường thoát đến cổ cách. Để ta tiễn các ngươi xuống địa ngục, vẫn còn muốn đến cổ cách ư? Đừng, chúng tôi đến cổ cách để tiêu diệt ô thần. Chúng tôi sẽ không tưởng thường cổ ma pháp của ông. Những người tham lam, ích kỷ như đuổi trá các ngươi, làm sao tôi tin được các ngươi? Châu ma, ngươi là ai? Tại sao ta lại có những cảm xúc ấy? Tên tôi là Châu Ma. Tin chúng tôi đi, xin hãy tin tôi. Ta đã bị phản bội một lần. 1.000 năm trước, ta đã tin tưởng cổ cách La Bố. Kết quả là hắn ăn trộm thượng cổ ma pháp. Ta đã bị phạt trong một ruộng ở đây. Tại sao ta có thể tin các ngươi lần nữa chứ? Ông chắc là Chu Cách Lợi Tư, đúng không? Ông không tin tôi, nhưng có thể tin bà ấy. Chu Cách Lợi Tư, Cách Sang, giúp cô bé đi. Cha còn nhớ không? Chúng ta được ủy thác canh giữ bí mật thượng cổ. Trong số chúng thần thượng cổ, chỉ có chúng ta cảm nhận được tình yêu. Vì tình mà chúng ta phạm sai lầm, nhưng lại nhờ tình, chúng ta lấp đầy sự trống rỗng, có phải không? Hãy tin họ, hãy tin Châu Ma. Cách Sang, Cách Sang, sao nàng lại ở đây? Nàng chẳng phải ở thiên đàng sao? Sao nàng lại đến dùng trong rừng địa ngục này? Tôi đã thấy bà ấy. Bà ấy đã ở Tây Vực xuống. Bà ấy theo chúng tôi đến đây vì chúng tôi cần ông giúp đỡ. Tôi tin là quan trọng hơn hết, bà ấy muốn ở bên ông. Vì nơi nào có ông, với bà ấy, nơi đó là thiên đường. Nơi đây từng là một đế quốc phồn thịnh, thời đại ma pháp được ủng hộ, giáng dân đều phát triển, nhưng cuối cùng mọi thứ lại tàn lụi, trở nên giống tình trạng bây giờ.
Chu Cách Lợi Tư, ông lại đưa con người đến đây nữa rồi. Lần trước giúp nhân loại, chúng ta đều đã bị trừng phạt. Tất cả chúng tôi mãi mãi bị biến thành tượng. Còn Cách Sang, Ô Cách La Bố đã phá bỏ phong ấn của Cách Sang. Thế giới thượng cổ đã tái xuất hiện ở Tây Vực. Lần này họ không thể ngăn chặn thảm họa, chúng ta có thể giúp họ một tay. Bản chất con người khiến ông kích động à? Ông quên rồi sao? Tại sao chúng ta bị giam cầm ở đền thờ? Chu Cách Lợi Tư, thôi bỏ đi, chúng ta đã trả giá quá đắt rồi. 10.000 năm qua, chúng ta đã bảo vệ hành tinh này khỏi bị thượng cổ ma pháp làm giấy bẩn. Nếu không, nó sẽ hủy diệt thế giới lần nữa. Tất cả căn nguyên ở Cổ Cách cũng sẽ kết thúc ở Cổ Cách. Cổ Cách? Không lẽ nào Cổ Cách? Đúng, Cổ Cách. Chúng ta có thể giúp họ, nhưng họ phải chấp nhận thanh tẩy ác ma trong tâm. Chúng ta không thể chịu đựng sự thối nát thêm nữa. Nếu ác ma trong tâm các bạn có thể được thanh tẩy, chúng ta sẽ gặp ở Cổ Cách. Vàng. Nhiều vàng quá, giàu to rồi. Đức Lý, Đức Phổ, lại đây. Anh, lại đây với anh, cùng tộc chúng ta. Sandala, đang có chuyện gì vậy? Đừng đến đó, đừng đến đó. Mọi người tỉnh dậy đi, tỉnh dậy, quay lại. Con cá to.
Các anh em thành Dài La, khách của các người đến rồi, sao còn chưa chịu mở cổng thành nghênh tiếp? Hắn định làm gì thế? Ta vượt ngàn dặm xa xôi đến đây, đây là cách đón tiếp khách phương xa của các người sao? Có nghe ta nói không? Nói đã đủ to chưa? Ô la, hắn không đến một mình đâu. Một con sói què luôn có một bầy sói theo sau. Không nghe hả? Vì bọn ta không mời mà đến. Ta e là nếu đến, cái thằng Dài La nhỏ bé của các ngươi chứa không nổi. Lũ sói luôn đi theo bầy mà. Lại đây. Đường về đâu, bước vào cổng thành Dài La, các ngươi chưa đủ bản lĩnh đâu. Vậy chúng ta sẽ xông vào. Hãy bay vào thành Dài La. Chạy nhanh. Sao vậy, châu ma? Núi này. Nhanh lên.
Mẫu, cẩn thận. Chiến công. Sandala, châu ma đây rồi. Tháp cát. Coi chừng. Châu ma, lui lại. Tháp cát, bị làm sao thế? Châu Ma, á là A Mẫu, mọi người không sao chứ? Sandala, có thấy tháp đan không? Anh ấy đi đâu mất rồi? Tháp đan bị bức tường quỷ nuốt mất rồi. Tháp cát, đi thôi. Tháp cát. Sandala, sức mạnh là kẻ thù lớn nhất của thảm họa. Thời điểm khó khăn nhất có lẽ là lúc ta gần với thành công nhất. Sandala, tháp cát và tháp đan, họ là những chiến binh từ Tây Vực và là đồng minh gần gũi nhất của ta. Đừng nói nữa, con đường nhân sinh cũng có kết thúc, chỉ là đến sớm một chút thôi. Cuộc phân ly này của chúng tôi là để cho lần tái ngộ sao? Nếu chúng ta tiêu diệt ô thần, chúng tôi sẽ hội ngộ trên thiên đàng. Bằng thua thì sẽ xuống địa ngục. Kể cả khi người không tiếp đón, ta vẫn xông vào. Ta đã mở đường cổng trời rồi. Thượng cổ ma pháp đã khiến chúng ta mạnh hơn các ngươi. Chả phải thành dài là kêu gọi các phương ứng cứu sao? Viện binh của các ngươi đâu? Các ngươi có viện binh không? Ai bảo là không có? Mọi người ra đây ngay. Chủ thành Giai La nói, mỗi giọt nước hợp lại thành một đại dương không bao giờ khô cạn. Sao chúng ta bỏ lỡ được chứ? Thêm một bọn đến để chết. Giết hết chúng. Người có thượng cổ ma pháp. Chúng ta có hạt giống của sức mạnh nguyên thủy. Cẩn thận phòng thủ. Tiểu yêu, xem tôi đây. Tiểu yêu, đừng manh động. Yên tâm, mấy tảng đá này chỉ để trang trí thôi. Tiểu yêu, cậu giỏi lắm.
chúng ta hãy tiễn người của ô về chỗ của chúng. Chống cự vô ích. Để tôi giải quyết cái thác to ấy. Phía trước không còn đường nữa. Chúng ta có lẽ đã đến nơi tận cùng của cổ thác rồi. Hãy mau tìm kiếm hy vọng mà trưởng lão Trác Tay đã nhắc đến. Đức Phổ, Sandala, chuyện gì vậy? Cứ thư thả, ta không có ác ý. Người đã làm gì Sandala? Bạn của người không sao. Ta chỉ khiến cô ta im lặng một lát thôi. Nhưng người phải trấn an con chó của mình. Nếu không, ta không phiền nếu có thêm một bức tượng ở đây đâu. Tiểu cô nương, suốt thời gian qua cô đã thông minh vì cổ cách mà chúng ta đến nơi này. Nhìn đi, đây là chìa khóa duy nhất mở ra văn minh thượng cổ. Và nó nằm trong tay cô. Lại đây, chúng ta có thể cùng nhau đưa thế giới thượng cổ ra. Hãy để cổ cách tái xuất hiện ở Tây Vực. Không bao giờ ta giúp một ác ma. Ta tin Tây Vực sẽ chiến đấu với người đến cùng.
giết hắn. Giết hắn. Máu của tộc Lâm Lơ có thể xóa tan dấu vết của lòng nhân từ. Tiểu cô nương, đầu hạ nhiên đáng ngủ sắc đi. Cùng nhau chúng ta sẽ gọi người khổng lồ thượng cổ. Người không thấy sao? Chúng đang bỏ mạng từng tên một. Người nghe chúng kêu thét không? Ngươi nhẫn tâm vậy sao? Hãy chấm dứt cuộc tàn sát điên rồ này. Châu Ma, đừng nghe lời hắn. Lão già lắm mồm này. Đừng do dự nữa, tiểu cô nương. Mau đưa ra quyết định đi. Đừng làm hại á la á mẫu. Đặt viên đá vào bên trong. Giỏi lắm tiểu cô nương. Không có gì khó đúng không? Sao phải buộc ta tỏ ra tàn độc giả man thế? Toàn bộ chúng thần từ thời đại thượng cổ, xin hãy nghe lời thỉnh cầu của ta. Xin hãy mang trở lại thành phố công nghệ ở thế giới thượng cổ. Á là á mẫu. Hãy để thành phố công nghệ bao phủ toàn bộ bầu trời thành Gia La, để người dân ngu muội của nó ngưỡng mộ văn minh thượng cổ huy hoàng. Chúng cúi rạp trước văn minh thượng cổ. Cổ không có cùng suy nghĩ với chúng ta. Nhân từ của mình, hãy truyền cho ta những sức mạnh thượng cổ. Là ông chung cách lợi tư, ta sẽ cai trị thế giới, ta sẽ bảo vệ cổ cách, ta
nhiệm thống trị vạn vật. Trong ma phát hiện mây đen chỉ cần một cặp mắt, nhưng mà để tìm được mây đen đằng sau ánh sáng cần một tâm hồn trong sáng. Ông cách la bố. Chu cách lợi tư, ta muốn phục sinh văn minh thượng cổ. Hãy để thời đại của người ta xuất hiện ở thế giới này. Hãy người mang về là thế giới của ma quỷ. Cách tương tự của người chỉ lặp lại tai ương 10.000 năm trước. Thành phố công nghệ đã xảy ra với Tây Vực. Người không thể ngăn được lý tưởng vĩ đại nhất của ta thành hiện thực. Lý tưởng chỉ là dục vọng tâm hồn ngươi. Ta có sức mạnh của thần linh rồi. Giờ ta là thần linh rồi. Trong mắt ta ngươi chỉ làm tham đơn. Chu cách lợi tư là một thần linh thượng cổ. Tại sao ngươi lại giúp những con người dốt nát này? Chỉ vì còn sót lại chút lòng nhân từ ư? Chính người đã đánh thức lòng nhân từ của vị thần này, khiến ông ta trở thành phàm nhân. Giờ ta cho ngươi thấy số phận của vị thần này. Đây là vị thần thượng cổ ta và các người khi xưa đã tôn thờ. Nhưng mà ta nói cho các người biết, chúng ta đều đã bị gạt. Thật ra hắn cũng như chúng ta, chỉ là ma pháp biến đổi chúng thành những vị thần vĩ đại. Hãy xem những gì ma pháp này mang lại cho chúng ta. Nó giúp chúng ta cảm thấy ở gần nhau, dù thực chất cách xa ngàn dặm. Sức mạnh thượng cổ ma pháp sẽ cho trái đất mọc lên vô số loại quả. Chúng ta mãi mãi không phải chịu các bệnh tật và đói khát. Chúng ta sẽ không phải lo lắng đến mùa đông lạnh giá hay mùa hè nóng bức. Nhưng tại sao chúng ta không thể sở hữu ma pháp? Tất cả chỉ vì hắn. Đây là cái gọi là thần. Dùng lòng nhân từ làm cái cớ để phòng ẩn ma pháp. Chúng ta tận hưởng tài nguyên của hành tinh từ nhân loại, hắn để chúng ta sống trong thế giới nguyên thủy suốt 10.000 năm. Giờ đây sống dưới những tinh thần giả dối là phải đền thần. Chúng ta giải phóng ma pháp đã từng thuộc về chúng. Cuối cùng ma pháp sẽ thuộc về chúng ta. Để tái xây dựng khu vực, một tay vật sử dụng một ma pháp. Mọi người hãy tiêu diệt tên khổng lồ, hãy phá vỡ những xiềng xích cưỡng ép, nghênh đón văn minh thượng cổ. Nhìn đi, không có thượng cổ mà phá, hắn chỉ là một phàm nhân yếu đuối. Đừng làm hại ông ấy, xin các người, xin các người. Chu cách lợi tư, ông thấy thế nào? Nhưng là ác mà, sao có thể cầu xin ác ma tỏ lòng nhân từ chứ? Bằng máu và sức mạnh của ta, hãy trở về cổ cách và đánh thức các bạn của mình. Hãy ngăn ô cách la bố lại. Chu cách lợi tư, nhanh lên, mang theo đá ngũ sắc và đến đó đi. Giải phóng mọi sức mạnh thượng cổ đi giết ô thần. Hãy để văn minh thượng cổ mãi mãi là huyền thoại. Người đang làm gì thế? Con người. Chỉ cần mang theo trái tim lên đường là đủ. Châu Ma, con đường ở ngay dưới chân con.
là chủ nhân của đá ngũ sắc. Khốn kiếp! Sandala! Châu Ma! Ta không giết ngươi, ngươi sẽ chứng kiến lịch sử huy hoàng và hết lòng cao tụng ta. Người dân tộc đớp lên, tôi sẽ báo thù cho mọi người. Đây là lịch sử của ta, lịch sử nhuốm đầy máu. Sandala, Đức Phổ, hãy gặp lại nhau ở trên thiên đàng nhé. Châu Ma, phải con không? Châu Ma, con nói gì đi? Châu Ma. Hoa cách san. Chúng ta vậy là thắng rồi sao? Thiên nữ cứu chúng ta.